Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một sản phẩm mà chúng tôi vừa mới mua về được. Đó chính là chiếc xe Hyundai Elantra quý bạn nhé. Thưa với quý vị các bạn, đây là chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản 1.6 thố tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 9.001 km rồi quý bạn ạ. Ở cái phiên bản số tự động này thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Elantra này là rất nhiều option, ví dụ như là khóa thông minh, đề nổ start stop, ghế da, cửa nóc, đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày, đèn gầm, đầy đủ các option rồi. Điều hòa tự động hai vùng độc lập đấy quý bạn nhé, và 6 túi khí. Và thưa với quý vị bạn, với nhiều option như thế này rồi nhưng chủ xe cũng đã độ thêm bộ loa này cũng hơn 30 triệu nữa quý bạn nhé. Lát nữa tôi cho quý vị bạn xem về cái phần loa mà chủ xe đã độ thêm từ loa và âm ly cho chiếc xe này rồi ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không gặp nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Hyundai Elantra 1.6 2016 này chúng tôi đang bán với giá là 486 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Elantra 1.6 2016 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Elantra 2016 này ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và là cái phiên bản số tự động 1.6 quý vị các bạn nhé. Màu đỏ rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Ở cái phân khúc hạng C này thì Toyota thì có Altis, còn Kia thì có Cerato. Riêng Hyundai thì có con Elantra này quý bạn ạ, cùng phân khúc hạng C sedan rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Thiết kế của những chiếc xe Hàn thì không bao giờ làm cho người Việt thất vọng cả quý vị và bạn ạ. Thiết kế rất là đẹp và rất là trẻ trung quý vị và bạn nhé. Nếu như ở những chiếc xe Toyota hoặc là những chiếc xe Honda bền bỉ, nồi đồng, cối đá thì lại ở những chiếc xe Hàn rất là đẹp và option thì rất là nhiều quý vị và bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn về cái phần đầu của xe đây ạ. Rất là đẹp đây quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được thiết kế này được trang bị từ đèn led ban ngày này, đèn pha bi xenon này, đèn gầm, với thiết kế rất là trẻ trung và đẹp. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được 9.001 km thôi. Và cái phiên bản của Elantra này thì rất là nhiều option, ví dụ như là từ khóa thông minh, đề nổ này, start stop này, điều hòa auto này, cửa nóc này, ghế da này, đèn led, đèn gầm, hệ thống đèn là full led rồi quý bạn nhé, la răng đúc và túi khí cũng quanh xe luôn, hệ thống phanh ABS, phanh đĩa 4 bánh. Đấy, ở cái phân khúc hạng C này thì rất là nhiều option, và ở cái phân khúc hạng C của chiếc Elantra này thì điều hòa cũng đã được trang bị cả cửa gió điều hòa phía sau. Đấy, và đây là cái phần phía sau đây quý vị bạn nhé, cái cặp đèn hậu rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, cặp đèn hậu mà Hyundai cũng đã thiết kế cho phiên bản Elantra 2016 này rất là đẹp đấy quý vị bạn nhé. Đấy, và chủ xe cũng đã độ thêm cái phần ốp bô sau này để cho nhìn nó thể thao đây quý bạn nhé. Bô đôi kép đây là lắp thêm thôi quý vị bạn ạ, chứ còn thiết kế nó chỉ có một bô thôi ạ. Đấy, và nhìn từ phía sau này thì quý vị và các bạn cũng thấy được luôn là xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, và đuôi gió thể thao này,
có cả đuôi gió thể thao rồi nha. Cụm đèn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái cụm đèn sau này rất là mới. Và khi điện thoại của tôi quay vào đây là cái đèn nó nháy nháy nhá quý vị bạn nhá. Đây là do camera thôi, camera nó nháy thôi chứ đèn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, về phần sau rất là đẹp. Nhìn về cái phần sườn này, nước sơn cũng rất là đẹp luôn quý vị bạn nhá. Nền còn rất là căng, chưa có bị tai nạn, chưa có bị va chạm gì, cho nên là nó rất là đẹp. Chỉ có do xước sát mà sơn thôi, thì cái điều đấy thì không thể tránh khỏi được với những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội này ạ. Đấy, xe được trang bị là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây, bấm tay cả ở cánh cửa bên phụ này. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương đây quý vị bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha này, đèn pha bi trên đông, đèn led ban ngày rất là đẹp. Và điều đặc biệt là nó chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cụm đèn còn rất là đẹp này. Đấy, cụm đèn pha. Đấy, cụm đèn pha, đèn led ban ngày. Phía bên dưới là đèn gầm. Đèn gầm cũng thiết kế rất là thể thao. Đèn gầm thiết kế kiểu giả cánh hút gió đấy ạ. Đấy, đây là cánh hút gió này là giả thôi. À, cũng có hút gió đấy quý vị bạn ạ. Đây là cái cánh này là để hút gió hai bên đấy nhá. Có cả hút gió đây. Lúc đầu là tôi nhìn tôi tưởng giả nhưng mà nó là hút gió thật đấy ạ. La răng đúc. La răng đúc màu chì rất là đẹp quý vị bạn ạ. Và đặc biệt là cái dàn lốp rất là dày. Cái dàn lốp với 9 vạn này thì tôi thấy là cái dàn lốp này là cũng đã thay rồi quý vị bạn ạ. Đấy, dàn lốp này thì chủ xe cũng đã thay rồi. Tại vì bây giờ đây là cái dàn lốp Michelin đây quý vị bạn nhé. Đấy, Michelin này, R16 này, la răng đúc vành 16 đấy quý bạn nhé. La răng 16 rất là đẹp, rất là khỏe này. Riêng về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi quý vị bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe quý bạn nhé. Chúng tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này cho quý vị bạn cùng xem này. Khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa này. Đấy, táp bi cánh cửa này rất là mới, rất là đẹp này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản này, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, tất cả là còn nguyên bản này. Bậc cửa thì chủ xe cũng đã rất là cẩn thận ốp cả những cái inox để chống xước này, cả bốn bậc cửa luôn quý bạn nhé. Lót sàn da đầy đủ rồi. Và cái táp bi đây quý bạn ạ, táp bi cũng rất là đẹp này. Thiết kế của Hyundai rất là đẹp này. Và gương chiếu hậu gập điện này, có cả gương auto, tức là để chế độ auto tự khóa cửa, à, khóa cửa là tự gập gương ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Đồng hồ công tơ mét đây quý bạn này. Chiếc xe lăn bánh được 9.1 km rồi. Vô lăng còn nguyên bản luôn này. Đấy, vô lăng còn nguyên bản, cần số còn nguyên bản này. Nội thất da cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, rất là đẹp luôn đây nhé. Ghế da còn nguyên bản này. Chưa có bị xước sát hay là chưa có bị rách gì cả. Đấy, chưa phải làm lại cái gì cả luôn. Cửa nóc này, tôi mở cửa nóc ra cho nó sáng bên trong nhé. Đấy, mở ra để quay cho nó sáng cái nội thất bên trong này cho quý vị các bạn nhìn rõ hơn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Đấy, cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết cái cánh cửa này. Táp bi cánh cửa này rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Bậc cửa đây ạ. Bậc cửa chủ xe cũng đã ốp chống xước này. Lót sàn này. Nội thất da phía sau này rất là mới này. Chiếc xe này không có chạy dịch vụ đâu quý vị bạn nhá, cho nên là nó mới mới đẹp như này đây ạ. Nếu như chạy dịch vụ thì cái hàng ghế sau này nó cũng nát rồi. Đấy, cái ghế này còn má ghế này còn đẹp như này này. Ghế da nguyên bản theo xe đấy ạ. Đấy. Và ở cái phân khúc này thì là cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi lên xe. Cửa nóc đây quý vị các bạn nhé. Đấy, cửa nóc đầy đủ rồi. Tôi sẽ bật cái điện lên cho quý bạn xem về cái phần đồng hồ này. Đấy, màn hình nguyên bản theo xe đây. Màn hình của Hyundai nguyên bản theo xe, điều hòa tự động này. Điều hòa tự động hai vùng độc lập quý vị các bạn nhé. Đấy, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy, sấy gương, sấy kính, đèn ổ start top, đồng hồ công tơ mét này, cảm biến áp suất lốp này. Đấy, cảm biến áp suất lốp nguyên bản theo xe đây này quý vị các bạn thấy. Đồng hồ công tơ mét là 9 vạn chuẩn này. Đấy, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Từ táp bi này cho đến táp lô này, nói chung là toàn bộ về cái phần nội thất thì rất là đẹp, rất là mới rồi quý vị bạn ạ. Đấy,
một chiếc xe 2016 chạy 9.1 km còn rất là đẹp luôn nha. Từ những cái đẹp, từ những cái phần nhựa này, những cái phần nỉ trần này, đấy, đều rất là mới. Phiên bản này thì tôi không nhầm thì là phiên bản này 6 túi khí quý bạn ạ. Phiên bản này 6 túi khí quý bạn nhé. Đấy, nội thất rất đẹp, trần sạch sẽ này, những cái phần nhựa này cũng còn rất là mới quý vị bạn ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị, chủ xe lắp thêm cả camera hành trình rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem cái phần cốp sau quý vị bạn nhé. Cốp sau là cũng là cốp điện, có thể mở trên chìa khóa hoặc có thể bấm vào đây ạ. Đấy, cốp điện này. Keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Đấy, điều này chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả từ cái phần phía sau này quý bạn nhé. Từ phía sau này cũng còn nguyên bản này. Đấy, và đây là cái đồ của tôi thôi. Đồ của tôi sẽ bỏ ra để tôi giới thiệu cho quý vị và bạn này. Đây là những cái đồ này, đồ của tôi, đồ quay của tôi thôi. Và cái đây đằng sau này là chủ xe đã lắp thêm một cái bộ súp này để nghe loa, rất là hay quý bạn nhé. Chủ xe chia sẻ là đã độ thêm cái phần loa, kể cả loa cánh cửa và những cái âm ly này lên tới 30 triệu đấy quý bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua này, lốp sơ cua cũng còn rất là mới luôn quý bạn nhé. Đồ nghề đầy đủ. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Một chiếc xe Elantra 2016 chạy 9.1 km rồi, còn rất là chuẩn, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Táp bi cửa này rất là mới, rất là đẹp. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất phía sau này, nội thất phía sau rất là mới này. Đấy, toàn bộ những cái phần da này còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây nhé. Sau 6 năm sử dụng quý vị bạn ạ, gần 6 năm sử dụng rồi, với 9.1 cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này cho quý vị bạn cùng xem. Cũng được bấm tay để mở cửa đấy. Đấy, phần keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản này. Táp bi rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Táp bi rất là mới này, chiếc xe này rất là đều đấy ạ. Ghế bên phụ thì lại càng mới rồi quý vị bạn ạ. Ghế bên phụ này ít người ngồi hơn cho nên là còn mới hơn rất là nhiều quý vị bạn nhé. Mới hơn cả ghế lái rất là nhiều này. Nội thất rất là đẹp này. Cửa nóc này. Toàn bộ về táp bi, táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2016 mới và đẹp như vậy đấy ạ. Mới lăn bánh được có 9.1 km thôi. Rất là đẹp. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần đầu cũng như là về cái phần khoang động cơ này quý vị bạn nhé. Đây là cái phần ốc cabo này. Ốc cabo còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên. Keo chỉ cabo còn nguyên, ốc cabo còn nguyên này. Đấy, rồi đến những cái phần ốc tai này. Ốc tai còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là cái động cơ này là còn nguyên bản này. Phần đầu này chưa có bị đâm đụng gì, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là tất cả những cái này nó còn nguyên này. Nguyên từ những cái logo của nhà sản xuất này, những cái ốc này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Ốc chân máy và ốc mặt máy đây quý vị bạn này. Ốc chân máy và ốc mặt máy cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn này. Ốc
chân máy và ốc mặt máy còn nguyên. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này là còn nguyên bản này, chúng tôi đã dọn dẹp đi rồi quý bạn nhé, cho nên là nó rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Và đây là cái bộ dây điện mà chủ xe đã độ thêm cái phần loa đấy quý bạn ạ. Cái phần loa mới âm ly, bộ loa mới âm ly của chiếc xe này thì rất là hay quý bạn ạ, vì chủ xe cũng đã độ thêm vào đây khá là nhiều tiền. Đó. Về cái động cơ này thì không có cái gì để chê cả, rất là mới, rất là đẹp, tại vì mới lăn bánh được có 9.1 km thôi. Đấy, đây là những cái phần cabo này, những cái tấm chân nóng này cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Ở cái phiên bản này là cái phiên bản 1.6 quý vị các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho phiên bản này là một cái động cơ DOHC 1.6 lít động cơ xăng đi kèm với hộp số tự động đấy quý vị các bạn ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản 1.6 số tự động sản xuất năm 2016 đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 486 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận, đón xem những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.